Đây đây là những cái cây xiên tâm liên của nhà mình trồng nha cả nhà. Đó. Giờ này mình trồng trong bội không, mình dỡ ra nha. Cái này mình có quay cho cả nhà mình xem lúc trước rồi nè. Đâu đó có cách này khoảng gần 2 tháng nha. Thì nó bự như thế này nè. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái công dụng của nó trong cái quá trình mà anh em mình nuôi gà và áp dụng cái này vô nha. Thì cái cây này nó trị được bệnh đường hô hấp cho gà, bệnh đường ruột cho gà nha. Hầu như tất cả các bệnh đường hô hấp, đường ruột bên cạnh đó có tác dụng giải độc mát gan luôn nha. Cái này vị đắng tính thì nó hàng. Ở đây á, là lúc trước cũng nhiều năm rồi mình muốn kiếm cái cây này về trồng, nhưng mà cơ duyên là sau này mình mới gặp được, mình mua về mình trồng nha. Thì mua về trồng cũng không thành công, nhưng mà nhờ xin của ông bạn đó đem về trồng đợt này thì nó quá ok. Cái này mình nuôi gà rất là đạt nè. Những cái con gà nọc mà nọc giống của mình á, mà mình trồng một cái cây gần ở đó rồi, thì mình nuôi con gà nọc đó, nguyên một bộ nọc đó, hầu như để ý là rất ít bị bệnh nha. Và không thấy nó bệnh gì luôn, và nó cái tuổi thọ nó sống rất là lâu đó. Thì từ đó mình mới quyết tâm là mình trồng cái cây này để nuôi gà. Thì bây giờ mình áp dụng cái cây này để nuôi gà và cho con gà ăn như thế nào cho nó hiệu quả nha. Tại vì cái cây này nó ngoài cái tác dụng chữa bệnh bình thường, nó còn có tác dụng là hỗ trợ điều trị Covid-19 luôn nha anh em. Cái này cây già nè, chuẩn bị ra bông nè. Ra bông là mình sẽ trồng thêm nữa nha. Ra bông mình lấy hạt là mình trồng thêm nữa. Rồi giờ mình vô mình chế biến để cho gà nó ăn nha, để chữa bệnh cho gà. Rồi đây là một mớ cây xiên tâm liên nha. Đầu đó cân cái này lên khoảng 100g thôi nha. 100g là mình cho khoảng 100 con gà lớn nhỏ ăn nha. Cái này mình hái hôm qua là mà tính làm mà không làm kịp nha, nên bữa nay mình quyết định mình làm nha. Mình làm để cho gà ăn cử sáng này nha. Đó, bây giờ là tôi cắt ra. Cả nhà mình nên dùng là cái cây còn tươi như vậy nha. Còn tươi là cái kháng sinh ở trong này nó còn nhiều nha. Đừng có xài cây khô. Cái cây khô thì mình bảo quản đâu đó khoảng tháng thôi. Còn để lâu nữa là nó không có tác dụng nhiều nha. Rồi thì anh em mình nếu mà muốn tìm hiểu thêm về cái tác dụng chữa bệnh của cây xiên tâm liên này thì cứ đánh lên Google là biết liền nha. Ngày xưa mình nghe cha chú kể lại á, kháng sinh ngày xưa đâu có dễ kiếm như bây giờ đâu. Đó, thì chỉ sử dụng cái cây xiên tâm liên này thay thế cho tất cả các loại thuốc, cái gì bệnh gì cũng nhờ cây xiên tâm liên hết nha. Từ đau bao tử cho đến là ho hen gì ha, là đều xài nó hết. Nó rất là thần kỳ nha. Nhưng bây giờ thì rất ít người biết cái công dụng của nó. Mà mình áp dụng vô nuôi gà thì phải nói là tuyệt đỉnh luôn nha cả nhà. Rồi giờ mình cho một miếng nước vô đây nha, để mình xay cho nó dễ nha cả nhà. Đó, cái này thôi. Rồi xay được rồi nè. Rồi sau khi mình xay ra được gì cả nhà, bây giờ cái trên đây là cái xô nè. Xô này để mình chậu thức ăn đó. À. Rồi giờ đổ thức ăn vô nha. Bắt liền nha. Chọn sao cho nó vừa thấm chỗ này thôi nha, vừa có sát vừa có nước luôn nha. Đừng có quá nhiều thức ăn viên này nó bể hết nha. Đó. Hạt cám vẫn còn nguyên ha. Dành cho gà. Oh.
Rồi thì đây là lời khuyên của mình cho anh em nuôi gà nha. Anh em nuôi gà nên trồng vài cái cây này ở trong khu vườn của mình nha, giúp anh em ngừa được rất là nhiều bệnh cho gà và giảm cái chi phí kháng sinh rất là nhiều nha. Rồi chúc anh em nuôi gà thành công. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Hải nha.